Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Phát triển thủy sản bền vững. Thưa quý vị và bà con, hiện nay cả nước có hơn 4.370 tàu cá trên 15 mét không bật thiết bị giám sát hành trình khi khai thác thủy sản trên biển trong 6 tháng. Con số này vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố và đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển ra soát, kiểm tra, xác định rõ tình trạng các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, các tỉnh Nam Trung Bộ đã thực hiện nhiều giải pháp kiên quyết, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích cụ thể hơn trong chuyên mục Phát triển thủy sản bền vững hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Quảng Ngãi là một trong những địa phương có đội tàu cá lớn của cả nước, với hơn 4.200 tàu. Thời gian qua, với nỗ lực thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, thực trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài hầu như không còn. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển vẫn còn xảy ra. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh có 911 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 6 tháng. Trong năm 2023, có 466 trường hợp mất kết nối quá 10 ngày trên biển, đã xử phạt 26 trường hợp với số tiền 645 triệu đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2024, có khoảng 300 trường hợp mất kết nối trên biển quá 10 ngày. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử lý 6 trường hợp. Tăng cường cái công tác tuyên truyền lên cái cường độ nó lên cao trong cái giai đoạn cao điểm. Hiện nay trước khi có đoàn thanh tra của EC qua lần thứ 5 thì các cái cơ quan thông tin truyền thông cũng như là các cái địa phương là cũng đã tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến với người dân. Chúng tôi là tập trung quản lý cái đội tàu, những cái tàu mà mất cái nối vượt ranh giới trên biển phải kiểm tra xác minh và để mà xử lý. Để khắc phục tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, chống khai thác bất hợp pháp, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá. Tất cả các tàu cập rời cảng đều được kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy định. Đến kỳ hàng tuần, Chi cục Thủy sản sẽ lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác bất hợp pháp, mất kết nối giám sát hành trình 10 ngày trở lên, gửi đến các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý. Ngư dân Trần Văn Sinh sở hữu tàu cá làm nghề giã cào khai thác vùng biển xa bờ. Năm 2023, trong quá trình khai thác trên biển, tàu của ông bị mất kết nối giám sát hành trình quá 10 ngày. Sau khi về bờ, ông Sinh đã bị xử lý vi phạm với số tiền hơn 25 triệu đồng và tạm giữ bằng lái tàu trong 4 tháng. Hôm đó là nó mất tín hiệu mà tôi cũng vô tình quá. Ý là tôi không có quan tâm nói tới cái việc như vậy. Mà khi vô tôi tổn bữa hoài đó điện về là tôi cũng biết được là máy giúp sớm nó bị có cục xứ á. Nó bị kết nối không được. Cho nên tôi nhờ tổng đề và với nhà nên trộm để giải quyết giúp dùm lại cho tàu đi hoạt động. Mà tăng cái hoạt động này là từ ngày sửa miết đến nay là máy của tôi là từ bờ đi ra biển. Thành bóng đi miết, không có cái ngày nào mà để lại khách. Sau khi bị xử lý hành vi vi phạm mất kết nối giám sát hành trình trên biển, hầu hết ngư dân đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không chỉ góp phần gỡ thẻ vàng thủy sản, mà còn vì một nghề cá có trách nhiệm. Sau này mình bị một lần rồi, bây giờ mình làm theo chân chính của pháp luật của nhà nước, chính phủ đưa ra, thì người dân chúng tôi đó chấp hành nhiệm vụ làm kiểm tra máy thiết bị đi tàu không bị một lần thứ hai nữa. Đi biển thì máy giám sát hành trình mở 24/24 giờ để làm cho nhà nước để được có thể dần về cho Việt Nam lại. Tổ chức tuyên truyền vận động, trang cấp cuộc họp dân rồi làm ghép trang cấp các hội nghị của các đoàn thể là đều làm ghép cái vấn đề IOU để cho người dân nhận thức được cái tầm quan trọng để cùng nhau làm sao đó để mình chúng ta quyết tâm trong cái gỡ cho được cái thẻ vàng. Luật thủy sản quy định khi tàu cá mất kết nối thì chủ tàu phải sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc để báo cáo với đất liền và đơn vị cung cấp thiết bị, đồng thời tiến hành sửa chữa.
Trong trường hợp không sửa được mà đã 10 ngày thì bắt buộc phải vào bờ. Do đó, dù tàu mất kết nối do nguyên nhân gì thì cũng phải vào bờ, và trách nhiệm của chủ tàu trước khi ra khơi là phải kiểm tra tất cả các thiết bị trên tàu để tránh thiệt hại cho mình và tuân thủ các quy định của pháp luật. Thì vẫn phải 24/24 hoài thôi. Cái lúc đột trực tiếp thế test là phải khắc phục điện vô trong bờ liền nhé. Lâu nó bị ngoài biển rồi, nó hồi nó mất ấy tiếng rồi, như mất mọn đâu trong bờ. Bây giờ ngoài biển thì có xử lý cơ nguồn điện nguồn đồ thôi, chứ ngoài biển mà dân mà lồn gì biết đâu. Chỉ qua hỏi vô bà họ chỉ xa xa rồi đó, mình lồn xa xa không được là thôi chứ. Trước giờ đi mình cũng kiểm tra máy giám sát rồi có tín hiệu rồi mình coi kiểm tra thấy rồi mình với giống chạy, chứ mình đâu có không có là mình đâu có giống chạy. Mở hầm bóng tay nhầm bóng mà mình quan sát kiểm tra và anh nhờ được kiểm tra máy giám sát trình đầy đủ hết. Để mình ghé thả vòn để cho xa này dễ mình lồm an rồi mình vươn xa rồi chụp lai kia nó nổi còn được dễ lồm an. Thời gian qua, mặc dù tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, tuy nhiên, tỷ lệ tàu cá vi phạm bị xử lý cũng còn rất thấp. Nguyên nhân là tàu cá của Quảng Ngãi hoạt động hầu hết ở Vịnh Bắc Bộ và một số hoạt động ở các tỉnh phía Nam. Nên khi mất kết nối, vượt ranh giới trên biển, thì các cơ quan chức năng địa phương rất khó khăn trong việc kiểm tra, xác minh và xử lý phương tiện do tàu không về địa phương. Riêng đối với cái trường hợp mà vi phạm theo cái thông báo của cảnh sát biển, của hải quân, của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì Bộ Chỉ huy cũng đã thông báo bằng văn bản đến Bộ đội biên phòng của các tỉnh, thành phố trong cả nước mà có liên quan đến cái việc mà ngư dân đến hành nghề và không về lại địa phương để mà phối hợp điều tra xác minh và xử lý. Thì Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với biên phòng và cũng đã tiến hành là điều tra xác minh và xử lý những cái trường hợp này. Dự kiến cuối tháng 4 năm 2024, Ủy ban châu Âu sẽ sang Việt Nam tiếp tục thanh tra về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để xem xét gỡ thẻ vàng. Theo các chuyên gia, nếu không gỡ được thẻ vàng, thì có thể Việt Nam phải mất thêm vài năm nữa để khắc phục những hạn chế, thậm chí có nguy cơ bị phạt thẻ đỏ, bị hạn chế xuất khẩu thủy sản vào thị trường châu Âu. Câu chuyện gỡ thẻ vàng thủy sản không phải mới, nhưng lại khó giải quyết khi mà ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân chưa cao. Vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm khi đánh bắt trên biển, đặc biệt là hành vi mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhằm khắc phục tình trạng này, hiện các ngành chức năng, chính quyền địa phương ven biển tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, theo đúng chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, tuyệt đối không để tàu cá Quảng Ngãi đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tập trung phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, để cho ngư dân người ta nhận thức và hiểu được cái vị trí, cái ảnh hưởng của cái việc mà vi phạm EU đến cái việc mà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Thứ hai nữa thì cũng tăng cường cái công tác quản lý phương tiện, rồi kiểm tra, tuần tra, xử lý những cái trường hợp là vi phạm. Trong cái thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi danh sách và đề nghị các cái cơ quan chức năng và các cái địa phương là tiếp tục phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý đối với những cái trường hợp mắc kết nối trong cái thời gian vừa qua, để mà đảm bảo là cái thực hiện cái đúng chỉ đạo của tỉnh, là cũng xử lý nghiêm các cái vi phạm trong cái quá trình hoạt động thủy sản ở trên biển. Với những giải pháp cụ thể triển khai thực hiện quyết liệt với quyết tâm cao, hy vọng tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển, tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp của Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung sẽ không còn xảy ra, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ thẻ vàng, đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản vào thị trường châu Âu, đưa ngành thủy sản phát triển bền vững. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Phát triển thủy sản bền vững kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!